thì nội dung bài phát âm của chúng ta như sau. Ví dụ, ta có một chữ Hán như thế này. Ta có chữ này, đọc là xin, đúng rồi, ta thay hỏi đâu, ta có trả lời đến đấy đúng không ạ? Âm Hán Việt, chữ này là gì? Tâm. Xin. Tâm thì nghĩa tâm. Là gì? À, tim. Thì xin nó gọi là phần gì nhỉ? Phiên âm Latin. Còn tâm là âm gì? Âm Hán Việt. Và tim thì là gì? Tim là nghĩa. Đúng rồi. Nghĩa tiếng Việt. Thì đầu tiên chúng ta có phần thanh mẫu là phần phụ âm đứng đầu âm tiết. Thì chữ này đọc như tiếng Việt ta đọc là gì? Si. Đúng rồi. Tiếp theo là phần vận mẫu là phần kết hợp âm còn lại. Đọc như tiếng Việt đọc là gì? In. Và si thì vần với in ta đọc là xin. Xin. Rồi, nét ngang trên đầu chữ y ta gọi là thanh điệu thanh một. Đó. Vân Anh, Ngọc Anh đọc bây giờ rõ hơn rồi đấy, nghe rất là rõ. Dạ. Thì âm tiết tiếng Hán, âm tức là âm thanh, tiết tức là các chi tiết trong tiếng Hán. Âm tiết tiếng Hán được chia là mấy phần nhỉ? Ba phần đúng không ạ? Một là gì? Thanh mẫu. Hai là vận mẫu. Vận ba mẫu. Là thanh điệu. Đúng rồi. Thanh mẫu định nghĩa là gì? Thanh mẫu là phụ âm đứng trước. Là phụ âm đứng đầu âm tiết ạ. Đứng đầu âm tiết, đứng trước cũng được đúng không ạ? Vận mẫu là phần như thế nào? Phần kết hợp âm còn lại ạ. Kết hợp âm còn lại là phần ở phía sau thanh mẫu, thanh điệu thì có mấy thanh điệu cơ bản nhỉ? Bốn, ngoài ra còn có thanh gì? Ngoài ra còn có thanh điệu cơ bản và có thanh nhẹ. Ngoài ra còn có thanh nhẹ, đúng rồi, chính xác, Ngọc Anh rất là nhớ đấy. Ngọc Anh trước học đến bài số mấy rồi nhỉ? Em lúc trước học đến bài số 7 ạ. Số 7 không phải nghỉ à? Rồi ok. Cố gắng học hết hát đấy cả ba với thầy nhá, đừng có bỏ đấy nhá. Rồi. Vâng. Bây giờ về quê cũng học được, không cứ là bận về mặt địa lý nữa rồi, không có khoảng cách mặt địa lý nữa rồi. Thanh điệu tức là nhịp điệu của âm thanh thì được chia các độ cao từ 1 đến 5, thì 1 sẽ là thấp nhất, 2 là thấp vừa, 3 là trung bình, 4 là cao vừa, 5 là gì? Cao nhất. Thì thanh 1 ta sẽ có độ cao là 5 năm. Chúng ta sẽ đọc cao nhất sang cao nhất, đọc là gì nhỉ? Khi đọc ta nhớ phải đưa ngang tay nhá. Để chúng ta cảm nhận được âm thanh. Đấy. Có thể là cái bút vẩy vẩy cũng được, lấy cái ngón tay vẩy vẩy cũng được, nhưng ta phải có một cái cử động gì đấy để biểu thị rằng mình đang đọc ngang. Như thế thì thần kinh mình sẽ cảm nhận được cái sự ngang của âm thanh đó. Tiếp theo, thanh 2 có độ cao là 3 năm, ta đọc từ trung bình nhưng cao nhất đọc từ dưới hất lên trên, đọc như là á. 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 Đúng rồi. Á. Thanh 3 có độ cao là 2, 1, 4, đọc từ thấp vừa xuống thấp nhất lên cao vừa, đọc hình chữ V. Á. 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 Thanh 4 có độ cao là 5, 1, ta đọc từ cao nhất, đọc mạnh đến thấp nhất, giống như là dấu huyền này. Á. 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 Đúng rồi. Á. Ngọc Anh đọc lại cả bốn âm nào. Ngọc Anh. Em đọc à. À. Đúng rồi, Minh đọc lại nào. Hân hỏng. U khi viết ta sẽ thêm W phía trước và đọc nguyên U. Ta đọc là gì nhỉ? U. 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 Đúng rồi, Lan nào. Đúng rồi, đó. Y khi viết ta sẽ thêm y dài phía trước và đọc nguyên y, ta đọc là gì nhỉ? Y. 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 Đúng rồi, Linh nhỉ? Hẳn hảo. Rồi, tiếp theo là phần thanh mẫu, là phần phụ âm đứng đầu âm tiết. Thì thứ nhất ta có âm môi môi, tức là ta sử dụng môi trên kết hợp với môi dưới. Tiếng Trung rất là hay, là định nghĩa của nó cũng chính là cái cách đọc của nó luôn. O thì đứng một mình thì đọc là O, nhưng O khi kết hợp với các âm này thì đọc thành ua. B là giống chữ P và ta đọc là pua. Pua. P đọc nguyên P nhưng bật hơi ta đọc là pua. Pua. M đọc nguyên M ta đọc là mua. 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 Âm môi răng, răng cửa hàm trên kết hợp với môi hàm dưới, F giống chữ F ta đọc là phua. 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 Ba âm đầu lưỡi lợi, E ta đọc thành ưa, G giống chữ tờ ta đọc là tưa. Nhớ nhá, tưa. Tờ giống chữ thờ nhưng bật nhẹ hơi ta đọc là thưa. 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 Rồi, N và L giữ nguyên ta đọc là nưa. Lương. Và lưa. Lương. Đúng rồi.
7 âm đầu lưỡi để trên răng hàm trên, hơi ra tại hai răng cửa thì y tôi đọc thành ư. Z đồng chữ chờ tôi đọc là chư. Chư. C đồng chữ chờ nhưng bật nhẹ hơi tôi đọc là chư. Chư. S đồng chữ sờ tôi đọc là sư. 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 Đúng rồi, họ. À, Ngọc Anh đọc lại nào. Chư. À, đọc chư. Lại từ chữ pua, 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 pua. Bua. Đọc sát mic như lúc nãy đi em ơi, lúc em đọc cầm sát mic đọc nó rõ hơn. Bua. Pua. Mua. Pua. Tưa. Thưa. Lưa. Lưa. Chư. Chư. Sư. Chư. Chư. Sư. Đúng rồi. Tiếp theo, 5 là âm cong lưỡi, y ta đọc thành ư, ZH đọc giống chữ chờ, ta đọc cái này là chư, cong lưỡi chư, chư. CH đọc giống TR nhưng bật nhẹ hơi ta đọc là chư, chư. Rồi, SH đọc giống chữ sờ nặng ta đọc là sư, sư, sư. R đọc cong lưỡi ta đọc là rư, rư. Đúng rồi, đó. Âm mặt lưỡi thì y ta đọc nguyên y, z giống chữ chờ ta đọc là chi. Chi. Quy dùng chữ chờ nhưng bật hơi ra đọc là chi. Chi. Họ phân ra bật chi. Hơi và không bật hơi, nhưng trong thực tế thì bật hơi hay không bật hơi thì tai chúng ta không nghe được đâu nhá. Rất là khó phân biệt nên chúng ta hết sức phải lưu ý cái điều này, chứ không phải cứ cố bật hơi cho nó hay đâu. Trong thực tế thì họ không bật hơi nhiều như vậy. X xì ta đọc nguyên X xì ta đọc là si. Si. Rồi, 7 là âm cuống lưỡi thì E ta đọc thành ưa, G giống chữ cờ ta đọc là cưa, cưa. K giống cưa. Chữ khờ nhưng bật nhẹ hơi ta đọc là khưa, khưa. H giống chữ khờ ta đọc là khưa, khưa. Rồi, Minh đọc lại nào. Chư, chư, sư, rư, chi, chi. Si, cưa, khưa, khưa. Thấy nào, xin chào. Rồi, kế tiếp. Ta có phần vận mẫu là phần kết hợp âm còn lại. Thì ở đây, A đọc nguyên A, O đọc thành O, E đọc thành ưa, I đọc thành ư. Ta đọc từ đầu nhá. A, O, ưa, A, ư, O. R, O, I, I, A, A, Ao, Ao, O, O, An, An, Ân, Ân, An, An, Ân, Ung, Ung. Hắn họ tiếp này. Y. Y. Ya. Ya. Yao. Yao. Ye. Ye. Yo. Yo. Yen. Yen. In. In. Yang. Yang. In. In. Dung. Dung. Đó. Họ. Lan. Thế nào? Ba, các âm bắt đầu bằng chữ U này. Mình đọc này. U. U. Qua. 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 Quay. 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 Quan. Quan. Quân. Quân. Hoàng. Hoàng. Quân. Quân. Rồi, Minh đọc lại nào. U. Qua. Cô. Quay. Quay. Quan. Quân. Hoàng. Quân. Rồi. 4 là
chữ này trong trong tiếng Việt là không có này, chữ u có hai chấm ở trên đầu ấy, thì đọc là uy, tròn môi này ta đọc này uy, yue, yue, yuan, yuan, yun, yun. Ừ, đúng rồi, Ngọc Anh nào. Yue, yue, yuan, yun. Ừ, rất hảo. Một số cách viết phiên âm Latin người ta lưu ý là khi vận mẫu y u y đứng một mình ý, thì y ngắn ta sẽ thêm y dài, u thì sẽ thêm gì nhỉ, w, còn y sẽ thêm y dài và bỏ dấu hai chấm, vẫn giữ nguyên cách đọc, vẫn đọc là y u y u uy uy. Đúng rồi. Còn khi vận mẫu bắt đầu bằng y u y nếu phía trước mà không có phụ âm đầu, tức là không có thanh mẫu, thì y ngắn sẽ chuyển thành y dài. Này, đây là y được một mình thì y ngắn thêm y dài. Các vận mẫu bắt đầu bằng chữ y thì y ngắn ta sẽ viết hết thành y dài. Đây cùng đọc này, y, y, ya, ya, yao, yao, ye, ye, yo, yo, yen, yen, in, in, yang, yang, in, in, dung, dung. Còn u thì sẽ chuyển thành w, uy thì sẽ thêm y dài, bỏ dấu hai chấm. Đối với trường hợp chữ u thì u đứng một mình thì ta sẽ thêm w, còn các chữ bắt đầu bằng u thì ta sẽ viết chữ u thành chữ w. Ta cùng đọc là u, u, qua, 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 why, why, way, way, quan, quan, quân, quân, Quang, Quang, Quân, Quân. Còn uy ta sẽ thêm y dài và bỏ dấu hai chấm này, uy, uy, yue, yue, yuan, yuan, yun, yun. Ừ, đúng rồi, thật học. Còn vận mẫu uy đằng sau thay mẫu chi chi chi, ta lưu ý là phải bỏ dấu hai chấm. Đấy, bỏ dấu hai chấm. Và tôi lưu ý là âm u ấy thì không kết hợp được với ba âm chi 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 này, thế nên là không có chữ nào mà là xu này ta không đọc là u nhá, mà phải đọc là uy. Ta lưu ý nên ta đọc là truy truy và suy, truy truy suy, truy truy suy, đúng rồi. Còn vận mẫu uy đứng sau thanh mẫu nưa và lưa thì không bỏ dấu hai chấm, bởi vì âm uy có thể kết hợp với âm nưa và lưa, và âm u cũng có thể kết hợp được với âm nưa và lưa, nên chữ này ta sẽ đọc là nuy và luy, nuy và luy, nuy và luy, đúng rồi. Và vận mẫu ưa đứng sau thanh mẫu lưa, tưa, nưa và mua thì ta chữ này ta đọc thành ơ. Chúng ta có từ lơ là rồi, tơ là của, nơ là thì sao, còn mơ trong từ cái gì là sấn mơ. Tức là khi đi vào chữ ấy, thì bốn âm này ta sẽ đọc là lơ, tơ, nơ, mơ, chứ không đọc là lưa, tưa, nưa, mưa nhá. Ta lưu ý cái này. Và một âm nữa cũng mang tính chất đặc biệt, nó là âm chư này. Bình thường chúng tôi thấy nói đọc là chờ không? Đấy là chữ chờ trong định nghĩa thôi. Nhưng khi đi vào chữ mà nó có nghĩa thì âm này sẽ đọc thành chữ x gì? Ta đọc là sư. Sư, ví dụ như là ta có từ sử. Sử là thứ, là lần. Bên thầy nghe có bị giật không Ngọc Anh ơi? Mạng nó vừa báo là bị yếu. Đang hơi giật hả? Đang hơi giật à? Hết chưa? Bây giờ hết chưa? 1, 2, 3, 4. Ok. Khi nào mà giật thì nhớ bảo thầy luôn nhá. Thầy cũng nghe được thầy nói như thế nào. C kết hợp với O, ta cũng đọc chữ này thành súng, chứ không đọc là chung nhá. Không đọc là chung nhá. Đọc là súng. Súng. Thì sử là thứ, nghĩa là lần. Ý sử chẳng hạn. Tí ý sử là lần thứ nhất. Còn súng là tòng, ví dụ như là súng chín then chỉ từ ngày hôm nay. Đấy. Súng là từ. Hoặc là từ nhà tôi đến trường, súng của cha tao chế chỏ. Hiểu. Ý cơ cung lý. Có một cây số. Rồi, ta lưu ý các từ này thì vào chữ thì ta sẽ khi tập viết chúng ta nhớ đọc nó sẽ đúng thôi, và thầy sẽ lưu ý chúng ta. Còn vận mẫu yêu way one là cách viết cơ bản, nếu phía trước có phụ âm đầu tức là có thanh mẫu thì khi viết ta sẽ bỏ nguyên âm chính ở giữa đi, ví dụ âm yêu thì bỏ âm âu ở giữa và vẫn đọc như đánh vần bình thường là lưa, yêu và liêu. Tưa kết hợp với way bỏ âm ưa nhưng vẫn là tưa, way, tuây. Lưa kết hợp với quân bỏ âm ưa nhưng khi đọc vẫn là lưa, quân, luân. Đấy, lưu ý là chỉ bỏ trong cách viết, trong cách đọc là nhớ là phải có cái chữ đấy nhá.
Thì để tránh nhầm, chúng ta hay nhầm cái là chúng ta nhìn chữ đấy, chúng ta đọc luôn và quên mất ở giữa nó có một chữ nào đó. Thì thầy sẽ ghi riêng các chữ này ra có từng đơm kết hợp. Yo way one chỉ có từng đơm kết hợp trong thực tế sử dụng thôi. Ta sẽ đọc luôn này. Yo. Miêu. 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 Tiêu. Niêu. Niêu. Liêu. Liêu. Chiêu. 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 À, chiêu. Chiêu. Ừ. Xong đến mới đến siêu. À, rồi. Way. Tuy. Tuy. Thuy. Thuy. Chuy. 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 Quay. 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 Quân. Tuân. Thuân. Luân. Luân. Chuân. 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 Xuân. Chuân. 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 Xuân. Xuân. Run. Run. Quân. 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 Ừ, quân, đúng rồi. Đó. À, tiếp đến là chúng ta sẽ có bảng phát âm này. Chúng ta đọc hàng dọc đầu tiên trước nhé. Ta đọc hàng dọc đầu tiên. Như bảng qua thầy gửi đấy, chúng ta đọc một đoạn xong rồi. À, không thể đọc hết luôn được. Lâu lắm chúng ta không đọc hết luôn cái này. Đó. Cột dọc trước. Sơn mũ. Pua. 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 Mua. Pua. Phua. Mua. Tưa. Phua. Thưa. Tưa. Nưa. Thưa. Lừa. Lừa. Chư. Lừa. Chư. Chư. Sư. Chư. Chư. Sư. Chư. Chư. Sư. Chư. Rư. Sư. Chi. Rư. Chi. Chi. Si. Chi. Cưa. Si. Cưa. Khưa. Yên mũ. A. O. Ưa. Ư. R. Ai. Ây. Ao. Âu. An. Ân. An. Ân. Ung. Y. Ya. Yao. Ye. Yêu. Yen. In. Yang. In. Yung. U. Wa. Wa. Wai. Wei. Wan. Wen. Wang. Wen. Yu. Yue. Yuan. Yun. Sheng mu yu yun mu he zai ji. Ba. Bo. Bai. Bei. Bao. Ban. Ben. Bang. Beng. Bi. Biao. Bie. Bian. Bin. Bing. Bu. Pa.
pua pai pay pau po pan pun pang pung pi piao pi pian pin ping pu ma mua mai mây mau mâu man mân mang mân mi mèo mê miêu men min ming mu pha phua phây phâu phan phân phang phân phu ta tưa tai tây tao tâu tan tang tân tung ti tiêu tê tiêu ten tinh tu tua tuy toan tuân tha thưa thai thao thâu than thang thân thung thi theo thi thiên thiên thu thua thuê thoan thuân na nưa nai nây nao nâu nan nân nang nâng nung ni neo nê niêu nen nin neang ning nu nua noan nui nuê la lưa lai lây lao lâu
lan, lang, lân, lung, ly, lia, leo, lê, liêu, len, lin, leng, linh, lu, lua, loan, luân, lui. Rồi, cách ghi thanh điệu trên nguyên âm chúng ta lưu ý như sau. Nếu âm tiết mà có nhiều nguyên âm thì thanh điệu sẽ ghi trên nguyên âm chính theo thứ tự sau. Có A thì sẽ ghi trên A. Đấy, ví dụ như là chữ khảo là tốt, nán là nam, là người đàn ông, thì Đoản là Nguyễn, là họ Nguyễn, thì ở giữa đều có chữ A và ta ghi thanh điệu thì ghi trên chữ A. Không có A mà có O hoặc Ơ, ta sẽ ghi trên O hoặc Ơ. Ví dụ như là khủa là hỏa, là lửa. Còn rấn là nhân, là người, thì có chữ O và chữ Ơ, thì ta ghi trên chữ O và chữ Ơ đó. Nếu thanh điệu ghi trên chữ cái Y thì ta sẽ bỏ dấu chấm Y đi. Ta sẽ có từ lỉ là lý là bên trong. Còn nỉ là nhĩ, nghĩa là bạn. Đó. Tiếp theo là thanh nhẹ thì không ghi dấu, ta có từ papa là bố, còn mama là mẹ. Nguyên âm Y và U đi liền nhau thì dấu đánh ưu tiên chữ đi sau. Ta lưu ý như sau, ví dụ ta có từ tuổi là U và Y, đánh trên chữ Y và nhớ bỏ dấu chấm Y. Tuổi là đúng mà. Tuổi là đúng rồi. Khuấy là hồi, là về. Chúng ta có U và Y thì ghi trên chữ Y và cũng bỏ dấu chấm Y đi. Tiêu là mất. Ví dụ tiêu chén chẳng hạn, mất tiền thì là IU. Ta nhớ là ghi trên chữ U chứ không phải ghi trên chữ Y. Triệu là cửu, là số 9 thì ghi trên chữ U. Thanh hai thì đánh dấu từ dưới lên, ta có từ rấn là nhân, là người. Còn biến điệu thì ta có hai thanh ba đi liền nhau, thanh ba trước thì đọc thành thanh hai. Ví dụ ta có từ khẩn là rất, khảo là tốt, thì rất tốt ta sẽ nói là khấn khảo. Đấy. Nỉ là bạn, hảo là tốt, thì ta lưu ý rằng phải chào là ní hảo, ní hảo. Đấy. Ní hảo. Ta có câu là ủa mân lái chẳng sân mủ huyên mủ cưa. Ủa mân nghĩa là chúng tôi, lái là đến, chẳng là hát, sân mủ là thanh mẫu, huyên mủ là vận mẫu, còn cưa âm ở Việt là ca, nghĩa là ca khúc bài hát. Thì là sân mủ huyên mủ cưa, ta dịch ngược lại là ca khúc thanh mẫu vận mẫu. Ủa mân lái chẳng sân mủ huyên mủ cưa, chúng ta đến hát bài hát thanh mẫu vận mẫu. Đợi, Ngọc Anh đọc lại câu này nào. Bật mic nhưng Ngọc Anh ơi. Ủa mân lái chẳng sân mủ huyên mủ cưa. Đúng rồi, lúc ấy thầy phải tắt mic của em vì khi em đọc cái âm nó bị chậm hơn so với thực tế nên nó hay bị vọng tiếng. Nên là cứ đọc xong rồi em tắt mic đi, xong rồi khi nào đọc thì em lại bật mic lên. Đấy, khi nào thầy mời ta là bật mic lên để nó tránh cái sự lẫn âm. Nên học online nó có cái đặc thù riêng, khác với học trực tiếp. Rồi. Họ. Thì chúng ta. Rồi, họ ti cửa âm Hán Việt là đệ nhất khóa, nghĩa là bài số 1. Thứ nhất ta có từ ní hảo. Âm Hán Việt là nhĩ hảo, nghĩa là chào bạn. Một, ta có sân sứ, âm Hán Việt là sinh từ, nghĩa là từ mới. Ti cửa, rồi chúng ta viết lại chữ nào. Em đọc lại nào. Đúng rồi. Ngọc Anh nào, đọc lại nào. Toàn bộ nội dung trên màn hình. Ti khưa lý hảo sân sứ. Âm Hán Việt nữa, âm Hán Việt nữa. Ngọc Anh. Ti khưa đệ nhất khảo. Đệ nhất khóa, đệ nhất hảo đâu mà đệ nhất hảo, đệ nhất khóa. Đệ nhất khóa. Bài số 1. Lý hảo. Bài số 1 ạ. Tiếp. Ní hảo, xin chào. Sân sứ là sinh từ, từ mới ạ. Đúng rồi, hảo. Đọc tất nhá. Trong Vân Anh chưa quen. Vâng. Rồi. Vâng. Nhật Minh nào. Đi cửa để nhất khóa bài số 1. Ní hảo. Sân sứ sinh từ, từ mới ạ. Kệ nó, chuông đồng hồ kệ nó. Em đọc xong rồi ạ. Rồi, học, xin chào.
Ở đây bên trên ta có bộ này gọi là bộ trúc, nói về bộ trúc nói về gì nhỉ? Tre trúc. Và dưới bộ trúc là bộ gì? Bộ cung, nói về cung tên, đấy chưa? Còn từ cửa đằng trước ta có bộ này là bộ gì nhỉ? Bộ ngôn, nói về ngôn ngữ. Đằng sau bộ ngôn ta có chữ này là chữ của. Chữ của là chữ quả. Từ quả trong từ hoa quả gọi là suối của. Suối của là hoa quả. Thế gửi cho suối của vào nhóm chúng ta nhé. Của là hoa quả. Đợi họ. Tương xử được chưa? Là đã viết rồi nào. Rồi. Tiếp theo, ta có từ nỉ, âm tiếng Việt là nhĩ, ngôi thứ hai số ít. Thì phía trước ta có bộ này là bộ gì nhỉ? Bộ gì nhỉ? Nhớ không? Bộ nhân đứng nhá. Bộ này gọi là bộ nhân đứng, nói về người. Đằng sau bộ nhân đứng ta có bộ mật, nói về bí mật. Dưới ta có từ xẻo là tiểu, là nhỏ. Xẻo là tiểu, là nhỏ. Tiếp theo, ta có từ ủa. Ủa âm tiếng Việt là ngã, là tôi. Ví dụ như là ủa ai nỉ, âm tiếng Việt là ngã ai nhĩ, nghĩa là tôi yêu bạn hoặc là anh yêu em, ta đều dùng kết cấu này là ủa ai nỉ. Ủa ai nỉ. Nhà ta viết từ ủa ai nỉ vào nào. Từ ai ở bên trên này. Ta có bộ chảo, nói về móng vuốt, đây lưu ý nhá. Ta ghi thêm bộ này. Bộ này là bộ chảo. Bộ chảo nói về móng vuốt. Đấy. Dưới bộ chảo thì vẫn là bộ mật, nói về bí mật. Đấy. Dưới bộ mật ta có bộ hữu, đọc là hiểu. Chữ hữu đấy, chữ hữu luôn là chữ hiểu là hữu. Và trong từ phấn hiểu là bằng hữu, nghĩa là bạn bè. Thì hiểu là hữu, hữu là người bạn. Đấy, hiểu. Đấy, họ tiếp theo ta có từ phấn hiểu. Phấn hiểu nghĩa là bằng hữu, là bạn bè. Là Trung Quốc phấn hiểu là Trung Quốc bằng hữu. Từ chữ này đúng một mình thì đọc là hiểu, là thanh ba, nhưng khi đi với từ bạn bè thì đọc thanh nhẹ, đọc là phấn hiểu. Trung Quốc phấn hiểu, Trung Quốc bằng hữu nghĩa là bạn bè người Trung Quốc, gọi là Trung Quốc phấn hiểu. Từ của là nước ấy, là đất nước, thì bên ngoài ta có bộ vi, nó về bao bọc cái ô vuông bên ngoài này này. Bên trong bộ vi ấy, ta có chữ vương, chữ vương đọc là hoáng, là vương, thêm dấu chấm là thành chữ ủy, là ngọc, nó về viên ngọc. Thì ta coi như là bên trong nó là chữ uy, là chữ ngọc, nó về viên ngọc đây cho nó dễ nhớ. Thì đất nước bao xung quanh hòn ngọc là chính là chữ chữ của. Đấy, bên trong nó có từ uy là ngọc, nó về viên ngọc. Đó, tiếp theo. Nó có từ nủy. Nủy là nữ, là người con gái. Thì quy tắc nhấn nét cho nhau, nét ngang chuyển này nét hất. Khi nó kết hợp với từ tử là tử, là con trai. Trong từ hảo là tốt, thì ta viết luôn từ hảo đi. Đấy, hảo âm viết là hảo, là tốt, rất. Hảo là tốt, rất. Nên ta có từ rấn là nhân, là người. Và người tốt ta gọi là khảo rấn. Hảo nhân là người tốt. Đấy, khảo rấn. Rồi, tiếp theo ta có từ tả là đại, là to. Ví dụ như là khảo tả chẳng hạn. Khảo đại là rất to, đúng không ạ? Từ tả thì ta có viết nét ngang, không viết chữ dấn là được. Đấy, tả, hảo tả. Ví dụ tơ là của, tơ là của nhá, nỉ tơ nghĩa là của tôi, ủa nỉ tơ là của bạn, ủa tơ là của tôi, nỉ tơ hảo xẻo, ủa tơ hảo tả. Của bạn thì rất là nhỏ, của tôi rất là to. Ví dụ quyển sách của bạn thì rất là nhỏ, sách của tôi rất là to. Cái căn phòng của bạn rất là nhỏ, căn phòng của tôi rất là to. Thì khi đấy họ nói tắt trong cái ngữ cảnh đấy thì họ sẽ nói là nỉ tợ, tức là của bạn, cái gì đó của bạn thì nhỏ,
cái gì đó của tôi thì là to. Đây ta dùng đến nỉ tơ, của tơ, ta học thêm từ tơ, nghĩa là của. Âm tiếng Việt là đích, âm tiếng Việt là nhĩ đích hảo tiểu, ngã đích hảo đại. Của bạn rất nhỏ, của tôi rất to. Thì chữ tơ phía trước ta có từ bái, b đọc thành pờ nhá, từ bái là bạch, là màu trắng. Đằng sau ta có từ sáo là thược, nghĩa là cái thìa. Cái thìa ta phải thêm từ chữ. Từ chữ chức năng ở đây là gì? Không phải là tử là con trai thôi nhá, âm tiếng Việt vẫn là tử. Nếu chữ này đúng một mình thì là tử là con trai. Nhưng trong từ sáo chữ thì chức năng của nó là hư từ. Hư là gì? Hư là hư vô, hư là không tồn tại thì gọi là hư từ. Thì sáo chữ thược tử nghĩa là cái thìa. À, sáu chữ thực tử cái thiệt. Ừ, đó, học hiếu chiến. Nó có từ nín, chữ nỉ thêm chữ tâm nằm ở dưới này, chữ nín, âm với Việt là nhẫm, nghĩa là ông, bà, ngài, ngôi thứ hai, số ít. Trên là chữ nỉ, dưới ta thêm từ xin là tâm, nghĩa là tim. Ta có từ rấn xin, âm với Việt là nhân tâm, nghĩa là trái tim con người, gọi là rấn xin. À, tiếp theo chữ nỉ, ta thêm từ mân ở phía sau là tạo thành số nhiều, ta có nỉ mân. Âm tiếng Việt là nhĩ môn, nghĩa là các bạn, ngôi thứ hai số nhiều. Thì đằng trước có bộ nhân đứng, phía sau ta có từ mấn là môn, nói về cái cửa. À, mấn là môn, nói về cái cửa, nỉ mân. À, thì ủa là tôi, người ta thêm từ mân nữa thôi. Chữ ủa là cả một chữ chứ không có bộ gì đâu nhá. À, rất là khó nhưng mà thực chất chữ này là chữ không bao giờ chúng ta quên cả. À, thì ủa kết hợp với từ mân là ủa mân, âm tiếng Việt là ngã môn, nghĩa là chúng tôi. À, à, tiếp đến ta có từ dễ, âm mà Việt là dã, nghĩa là cũng, dù tôi cũng rất khỏe chẳng hạn, ủa dễ khấn khảo, chính là chữ dễ này, cũng điều gì đó. Thì chữ dễ là thêm bộ nhân đứng đằng trước, thì thành chữ tha là anh ấy, âm mà Việt cũng là tha. Nếu thêm bộ nữ đằng trước, chữ dễ ta cũng có từ tha là cô ấy, âm mà Việt cũng là tha là cô ấy. Rồi, tiếp theo, ta có từ nán rấn là nủy, nủy là nữ, là con gái đúng không? Thì nữ nhân nó gọi là nủy rấn. Thì bây giờ ta học thêm từ nán rấn, âm tiếng Việt là nam nhân, nghĩa là người con trai, nán rấn. Thì chữ nán bên trên ta có từ thén là điền, điền nói về ruộng. Dưới chữ thén ta có từ lỷ là lực, nói về sức lực. Ví dụ như là nhân lực ta gọi là rấn lỷ. À, rấn lỷ tức là sức người đấy, gọi là nhân lực, rấn lỷ. À, yếu chiến. Rồi tiếp theo, ta có anh ấy, cô ấy được đọc là tha, nhưng một đại từ ngôi thứ ba số ít thì đồ vật, con vật thì cũng đọc là tha. Tha, âm tiếng Việt là tha, là nó, là đồ vật, con vật. Thì bên trên ta có bộ này, ta ghi vào nhé, bộ này gọi là bộ miên, nó về mái nhà. À, đây là bộ miên, nó về mái nhà. Nhá, có cả dấu chấm này. Bộ mật, chấm ở trên đầu thì gọi là bộ miên là về mái nhà. Dưới ta có bộ này là bộ tỉ, nó về cái thìa, đọc là pỉ. Bộ tỉ, ta cứ ghi là bộ tỉ, nó về cái thìa là được. Âm đọc nó là pỉ, B-I thành 3, đánh trên chữ Y. À, bị. Tha là nó, là đồ vật, con vật. Ví dụ như là khi biểu thị số nhiều, đại từ ngôi thứ ba số nhiều đấy, thì ta có từ tha mận là các anh ấy hoặc họ. Thì họ đây là bao gồm cả nam và nữ. Nhưng các cô ấy thì ta dùng chữ tha là có bộ nữ, nó gọi là tha mận, là các cô ấy. Đọc thì nó giống nhau nhưng mà chữ viết thì nó sẽ khác nhau. Còn nếu khi chỉ đồ vật, con vật thì ta dùng chữ tha này là tha mận, là chúng nó, là những thứ đó. Ta dùng chữ tha mận này. Rồi, tiếp theo ta có từ tuệ vô chỉ, âm tiếng Việt là đối bất khởi, nghĩa là xin lỗi. Thì tuệ là đối, nghĩa là đối lập, là đúng. Ví dụ như là nói là tôi đúng rồi, bạn sai rồi. Của tuệ là bạn đúng rồi, tôi sai rồi. Nì tuệ là của chùa là C ta đọc giống chữ chờ nhá, đọc âm ua nhá, đọc là chùa. Nì tuệ là của chùa là nhĩ đối liễu, ngã thác liễu. Bạn đúng rồi, tôi sai rồi. À, tuệ vì nghĩa là đối lập, ta có từ tuệ lỷ là đối lập. Đấy. Thì ở đây ta có từ chùa, bộ này này. Ta ghi bộ này vào nhá. Bộ này gọi là bộ kim. À, bộ kim nói về kim loại. Đây, phần trước này này, gọi là bộ kim nói về kim loại, đúng không? Dưới đây là chữ nhật, đọc là rử, nói về mặt trời. Đấy, bộ kim, chữ rử ở trên không có bộ. Còn chữ tuệ ta đã học rồi đúng không? Bộ này là bộ hữu, nói về sự lặp lại. Đằng sau bộ hữu ta gọi bộ này là bộ thốn, nói về gang tấc. Bộ hữu và bộ thốn, hữu nói về lặp lại, còn bộ thốn nói về gang tấc. Và trong từ chỉ, đằng trước ta có chữ này là chữ chẩu, là tẩu, là đi. Còn bên phải này là chữ chỉ, trong từ chữ chỉ là tự kỷ, là bản thân. Thì cái này nội dung này thì sẽ đề cập sau.
ta có từ chủa là sai đúng không? Nhưng nếu mà nói không sai, ta sẽ nói là bú chủa. À, nhưng nghĩa không sai ấy, thì nó phải nói là mấy chủa cơ. Còn bú chủa ấy lại có nghĩa là rất là tốt. À, ta lưu ý nhá. Bú chủa thì là nghĩa là rất là tốt, mức độ nó cao hơn cả từ khấn khẩu. Có thể nói là đặc biệt tốt, vô cùng tốt là bằng từ bú chủa cũng được. Thế còn nó không sai thì phải dùng từ mấy, tức là mấy hiểu đấy. Mấy hiểu chủa, đấy, mấy hiểu chủa. Chứ mấy phía trước ta có bộ này, bộ ba chấm này này, gọi là bộ chấm thủy. Nói về nước chấm chấm nét thứ ba hất từ dưới lên. Đấy. Là bộ chấm thủy, nói về nước. Đằng sau là chữ chỉ, là kỷ, là mấy. Dưới chữ chỉ ta có từ hiểu, là hiệu, là sự lặp lại. Đấy, còn từ chủa vẫn như trước. À, một thác nhé, một thác âm bản nguyên là một mấy, mấy chủa. Thấy chưa? Ta có từ yo là hiệu, là biểu thị sự lặp lại trong quá khứ. Ví dụ như thế này. À, tha chúa thiên nhiều lái lợn. Thì cái sự việc đó là lơ ấy, đặt sau ở cuối câu ấy, là biểu thị sự việc đã diễn ra, đã xảy ra. Tha chúa thiên nhiều lái lợn. Là anh ấy hôm qua lại tới rồi, lại đến rồi. À, tha, cái này là tác thiên, không phải là tạc thiên. Ta tác thiên. À, hiệu lai liễu, à, anh ấy hôm qua lại đến rồi. Tha chúa thiên nhiều lái lợn. À, ta có từ chuẩn, từ chuẩn c giống chữ chờ nhá, âm uân ta đọc là chuẩn. Chuẩn âm ấy là thốn, nói về gang tấc thì ý chuẩn nhất thốn là bằng 3 cm. À, từ chuẩn trong từ tuẩy lúc nãy thầy có nói đến đấy. À, tiếp đến từ chỉ, từ chỉ âm ấy là khởi, nghĩa là bùng lên, vùng lên hoặc nhấc từ dưới lên. Ta có từ cụm từ khởi nghĩa gọi là chỉ. À, chỉ là khởi nghĩa. Rồi, tiếp theo ta có từ chẩu. Trong từ chỉ trước ta có từ chẩu là tẩu, là đi. Ví dụ tôi về đây tạm biệt, ố chẩu lợ chai chèn. À, ngã tẩu liễu tái kiến, ố chẩu lợ chai chèn. Đó, chính đi. Ta có từ chữ chỉ. Chữ chỉ âm ấy Việt là tự kỷ, là bản thân. Ví dụ tôi yêu bản thân tôi là ủa ai, ủa chữ chỉ. Ngã ái, ngã tự kỷ, của ai, của chư trì. Rồi, kế tiếp. Ta có từ mấy quan sĩ. Âm bản Việt là một quan hệ, nghĩa là không sao đâu. Mấy quan sĩ. Thì quan sĩ đứng một mình nghĩa là quan hệ. Ta có hảo quan sĩ chẳng hạn, quan hệ tốt. Hoặc là phấn hiệu quan sĩ, bằng hữu quan hệ, nghĩa là quan hệ bạn bè. Như của mấn sử phấn hiệu quan sĩ, chúng tôi là quan hệ bạn bè. Đó, tiếp theo ta có từ mấy hiểu, âm bản Việt là một hữu, nghĩa là không có. Ví dụ như mấy hiểu rấn ai của, không có ai yêu tôi, một hữu nhân ái ngã, mấy hiểu rấn ai của.